Tại một ngọn núi của Linh Kiếm phái, trong lúc các môn đồ đang quét dọn và sinh hoạt như thường ngày thì đột nhiên trời bắt đầu đen kịt và một lúc sau thì sét bắt đầu giáng xuống. Sét này là từ một sinh vật gọi là lôi thú, tông chủ của nơi này là Vân Tử đã phải đứng ra đối phó để đuổi chúng khỏi nơi này. Nhìn tông môn bị tàn phá khiến Vân Tử không thể nào nhẫn nhịn được mà quyết phải xử hết đám này. Ta sau đó gặp được Thu Nhiên, cậu đang tu luyện để chờ ngày lên được cảnh giới gọi là trúc cơ, một cảnh giới cho phép người tu tiên có thể cưỡi kiếm bay lượn. Đa phần ông nào hay xem phim về thể loại tu tiên đều sẽ biết điều này. Cậu đã tu luyện suốt 3.000 năm nay nhưng chẳng thể nào đạt được cảnh giới này khiến cậu rất bất mãn. Cậu cho rằng việc bản thân không lên được trúc cơ là do tổ tiên không chịu hiển linh phù hộ. Đột nhiên cậu nghe tiếng động lớn ngoài kia nên nghĩ là bản thân nói bậy và bị tổ tiên ghi thù. Nhưng khi nhận ra là không phải thì cậu đã ra ngoài xem thử. Các môn đồ lúc này đã thấy số lượng lôi thú quá nhiều nên dự định đi mời trưởng lão xuống núi. Vân Tử không muốn phiền đến trưởng lão nhưng khi thấy đám lôi thú đang không ngừng phá phách và tổn thất đến tông môn thì Vân Tử đã bất lực mà cho người đi mời trưởng lão đến. Thu nhiên lúc này vẫn đang đi cáp treo xuống núi, cậu thề là một khi lên được trúc cơ thì cậu sẽ đập nát cái cáp treo này. Đột nhiên môn đồ đến tìm cậu để thông báo việc tông môn đang bị tấn công. Cậu thấy hơi ngứa mắt vì bản thân tu luyện còn thua cả môn đồ trong khi bản thân đường đường là trưởng lão. Môn đồ đã bảo cậu lên đây để bản thân đưa xuống núi cho lẹ, cậu đã phạt môn đồ này bằng cách tịch thu kiếm. Còn bản thân tự nhảy xuống luôn cho nhanh, trong lúc đó, đám lôi thú đã bỏ về và ngay sau đó đã có một người xuất hiện. Người này là Phong phủ, trưởng lão của Thiên Ma Tông, một tông môn khá là tà đạo. Anh ta cho rằng bản thân mới độ kiếp xong và bắt đầu khoe khoang. Mục đích anh ta đến đây là để đọ sức với thu nhiên của bên họ. Vân Tử đã lao đến tấn công thì bị Phong phủ đánh cho lùi lại, biết bản thân quả thật không đánh lại nên Vân Tử lo là không biết nơi này sẽ còn bị tàn phá đến đâu vừa nói xong thì thu nhiên bất ngờ lao đến và phong phủ đã đến khoe mẽ việc bản thân mới lên đời ra sao nhưng vừa khoe vừa đá đều thu nhiên về việc cậu vẫn ở tu vi thấp là một sai lầm thu nhiên đã tức giận mà đập cho phong phủ một trận vân tử vừa nhìn vừa xót vì đồ đạc liên tục bị phá nát phong phủ bị đập cho tơi tả và không hiểu sao tu vi thấp như thu nhiên lại ăn chắc được một người mới độ kiếp như anh ta nhưng thu nhiên mạnh như này là do thực lực còn việc tu tiên không thành là do số nhọ trời không giúp thì cậu cũng bó tay lâu nay phải uống đan trường thọ để kéo dài sự sống là điều mà cậu không hề muốn. Nhưng Phong Phủ cho biết là bản thân có tìm được manh mối giúp cậu lên được trúc cơ, thế là Thu Nhiên vui vẻ mời Phong Phủ vào trong. Vừa vào trong thì Phong Phủ đã cho cậu một mảnh giấy, lúc anh ta độ kiếp và bị xét đánh thì có một dòng chữ cổ y ra. Sau khi đi gạ kèo đánh nhau với những môn phái khác thì anh ta được cho biết chữ này có liên quan đến việc lên trúc cơ nên được dặn là nếu có gặp Thu Nhiên thì gửi lại. Thu Nhiên chẳng hiểu gì nên nhờ Vân Tử tìm người dịch hộ nhưng vân tử đang tính toán thiệt hại nên phong phủ đã bảo là sẽ đền bù hết nên bớt cọc cằn lại vân tử sau đó vui vẻ lên đường ví sắp có tiền sửa sang lại tông môn còn tối đó thu nhiên đã mang đồ ăn đến cung bái tổ tiên đột nhiên có ai đó tìm đến nên cậu ra xem thử nhưng khi vừa quay lại vào bên trong thì cậu đã chạm mặt hắc vô thường anh ta đến đây để đòi mạng thu nhiên do số cậu đã tận nhưng cậu mặc kệ mà bảo anh ta về đi vì cậu sắp tới sẽ lại đi tìm đan trường thọ để uống tiếp thôi nhưng anh ta đã khuyên cậu từ bỏ vì cậu luyện suốt 3.000 năm rồi mà có khá lên tí nào đâu, chi bằng về với âm phủ. Diêm vương đã hứa là sẽ cho cậu một chức cao để làm còn hơn. Nhưng cậu không hứng thú mà đuổi hắc vô thường về nên anh ta đã quyết định phải giao chiến một trận, sáng hôm sau. Vân tử tìm đến để giao cho thu nhiên ít thuốc trước khi về để tu sửa lại tông môn. Cậu đã nhờ vân tử kiếm thêm cho cậu ít đan trường thọ nhưng vân tử cho biết gần đây đan trường thọ không còn được nhập về nữa. Vì đa số môn đồ nào cũng tu luyện khá dễ dàng chứ không giống thu nhiên nên có nhập đan trường thọ về cũng chẳng để làm gì. Thế là cậu quyết định xuống núi và nhờ Vân Tử kiếm cho cậu một loại cây quý. Nhưng Vân Tử cho rằng quanh đây không có nên Thu Nhiên đã dùng phép biến thành nữ để dọa Vân Tử về một việc gì đó trước đây khiến Vân Tử chột dạ mà bảo là sẽ đem cây quý đến cho Thu Nhiên. Không lâu sau thì Thu Nhiên đã xuống núi và phát ói khi được một môn đồ trở đi bằng kiếm. Vì kỹ thuật quá kém nên Thu Nhiên thề là sẽ phải sớm trúc cơ để có thể tự mình cưỡi kiếm. Cậu sau đó đi trên đường thì bị ba tên sơn tặc chặn đường chấn lột. Chúng cho biết gần đây yêu ma xuất hiện rất nhiều khiến người đi đường ít đi. Trong lúc Thu Nhiên đang thắc mắc về vụ yêu ma thì chúng đã lao lên tấn công. Đột nhiên một người đã lao ra đối phó với chúng thay cho Thu Nhiên và còn bảo Thu Nhiên yếu đuối vậy thì nên rời khỏi đây để cậu ta đi diệt trừ yêu ma, thấy thú vị nên Thu Nhiên đã bám theo. Tối đó, cậu trai kia đã đến hang ổ của đám quỷ và Thu Nhiên nhận thấy nơi này quả thật là nhiều yêu ma và quyết định lúc trở về sẽ dặn Vân Tử cho người đi xử lý. Cậu trai kia lúc này đã chạm mặt đám yêu ma và bị chúng áp đảo về mặt số lượng. Ngay lúc gặp rắc rối thì Thu Nhiên đã lao ra cứu nguy và còn giúp đỡ việc diệt trừ yêu ma giúp. Cậu tung ra vài đường kiếm đã xử lý sạch đám kia và sau đó đến hỏi thăm cậu trai kia. Cậu ta giới thiệu bản thân là đường nguy và trách những người tu tiên khi chẳng chịu đi diệt yêu ma để rồi khiến trúc tác quái tác quái. Nhưng vì được Thu Nhiên giúp nên cậu ta muốn trả ơn và mời Thu Nhiên về kinh thành. Nhưng cậu chỉ cần một bữa cơm là được, cậu sau đó được dẫn đến một nơi khá xa hoa. Cậu có vẻ không muốn vào nhưng đường nguy vẫn kéo cậu vào trong được biết thì nơi này là của tô hương tuyết một nhân vật có tiếng và cũng là tà giáo như phong phủ trước đó đường nguy không cho thu nhiên ăn đồ ăn ở đây vì nghi ngờ là có bùa mê do đa số người đến đây lúc trở ra đều lú lẫn nhưng ngay sau đó thì hương tuyết đã đến cô cũng là trưởng lão của một tông môn và là người quen của thu nhiên cậu bảo đường nguy cứ yên tâm vì tuy là tà giáo nhưng hương tuyết không hề xấu xa đường nguy cho rằng việc yêu ma xuất hiện gần đây là do hương tuyết nhúng tay vào để lật đổ kinh thành nhưng trình độ của cô mà muốn lật đổ kinh thành thì chỉ cần đi giết luôn nhà vua là được chứ cần gì mà làm mấy trò hèn hạ này. Đường Uy sau đó đã ra về còn Thu Nhiên thì đã có dịp trò chuyện riêng với Hương Tuyết. Hương Tuyết sau đó đã dụ dỗ Thu Nhiên đến tránh cô. Nhưng cậu biết thừa Hương Tuyết không dễ gì mà dâng cho cậu húp như vậy nên đã kiếm cớ đi mua dược liệu chế thuốc để chuồn đi trước. Cậu sau đó đến hiệu thuốc thì thắc mắc vì nguyên liệu làm đan trường thọ mà cậu cần đều được làm từ cây thuốc cơ bản. Ấy vậy mà đi mấy tiệm rồi vẫn không có chủ tiệm cho biết thuốc mà cậu cần gần đây đều bị bọn có tiền mua hết quân lính sau đó tìm đến và có hỏi chủ tiệm biết nhà nào có trẻ con hay không người thấy mùi mờ ám nên thu nhiên đã biến thành một đứa trẻ mồ côi và để hai người lính kia dẫn đi ta sớm được xem bối cảnh trong kinh thành lúc này ở đây lúc này đang dục dịch tổ chức một buổi lễ trọng đại gì đó quốc sư thì khuyên nhà vua nên làm sự kiện lần này cho hoành tráng đã vậy nhà vua còn ngu muội nghe theo mà đi bắt trẻ con để đem đi tế lễ Công chúa là Nhược Vi lúc này đã ra mặt để khuyên vua cha hãy dừng buổi lễ này lại. Thu nhiên quan sát thì thấy công chúa này khá giống đường nguy, nhưng chắc là bản thân nhìn nhầm. Cậu sau đó đã có người đem đồ ăn đến. Cậu tranh thủ khai thác ít thông tin từ người này nhưng chỉ biết được buổi lễ sẽ được tổ chức sau vài ngày nữa. Công chúa lúc này khuyên vua cha rằng việc ông ham mê nữ sắc sẽ chỉ đem lại điều xấu cho đất nước. Vì buổi lễ mà ông sắp làm là một buổi lễ để cầu hôn hương tuyết, cô không thể thuyết phục được vua cha. Đã vậy còn bị ông ép phải sớm kết hôn. Nhưng ít nhất ông không có quyền ép cô phải cưới ai, vì bản thân ông đã tự do yêu đương thì cô cũng có quyền đó, nhưng ông vẫn đề xuất cho cô lựa chọn là tên quốc sư này. Cô hiển nhiên là từ chối, nhưng tên quốc sư đã bám theo và tặng cô một bông hồng để hy vọng cô đổi ý, nhưng cô đã gạt bay hoa hồng và bỏ đi. Có điều thứ hắn muốn là máu của cô, đêm đó, Thu Nhiên đã đi lượn xung quanh cung điện và lẻn vào được lăng mộ hoàng gia. Vì hoàng tộc lúc chết thường mang theo bảo vật nên cậu đã tranh thủ lục lọi mấy chiếc quan tài để trộm đi ít đồ quý giá vừa thấy thanh bảo kiếm thì cậu đã lấy đi thì kích hoạt bẫy cậu may mắn được cứu ra bởi không ai khác ngoài đường nguy cả hai sau đó đều bảo là bản thân điều tra yêu ma ở đây nên cả hai đành đi chung với nhau cả hai sau đó tìm được một pháp trận ở trên một quan tài và thu nhiên nghi ngờ đây là thứ tạo ra đám yêu ma gần đây đường nguy muốn phá đi thì thu nhiên cản lại vì sẽ đánh động đến hoàng thất nhưng đường nguy cho rằng đây là nhà của bản thân nên bản thân có quyền cậu nhận ra ngay đường nguy chính là công chúa nên đã nhét một viên bảo thạch vào miệng cô để cô ngất đi rồi mang cô đến chỗ hương tuyết cậu đã kể lại cho hương tuyết và nói về việc bản thân giữ phát trận là để dụ kẻ chủ mưu ra mặt cậu sau đó đã nghĩ ra được một kế hoạch và nó cần công chúa giúp sức nhưng cô từ chối vì sợ họ làm hại đến cha cô thế là hương tuyết nhờ thu nhiên ra ngoài để cô nói chuyện cô đã cho công chúa xem vết thương sau lưng bản thân và kể lại một câu chuyện lúc thu nhiên đi vào thì hương tuyết bảo là công chúa sẽ theo họ thế là thu nhiên đã giải thích kế hoạch sáng hôm sau công chúa đã kể cho vua cha điều gì đó về hương tuyết và muốn ông không được kể chuyện này cho quốc sư nếu không hương tuyết sẽ không đến đây nữa tối hôm đó công chúa nhược vi và hương tuyết đã sắp xếp để sắp tới hương tuyết sẽ đi gặp vua cha cô phải đích thân lựa đồ cho hương tuyết để tránh khí mê hoặc của hương tuyết tỏa ra làm cha cô lên cơn suy tim mà nguy hiểm đến tính mạng cô nhìn vết sẹo của hương tuyết thì nhớ về câu chuyện đêm qua hương tuyết kể rằng cô vốn là con của yêu vương và con người việc cô không có tí sức mạnh nào và yếu đuối khiến tên yêu vương đã thẳng tay loại bỏ hai mẹ con cô cô may mắn sống sót nhưng cũng nhờ đó mà thức tỉnh sức mạnh mà yêu vương có không lâu sau yêu vương đã mời cô về dưới trướng hắn nhưng cô đã từ chối một kẻ vô tình như hắn nghe vậy thì nhược vi quyết định sẽ giúp cô giải oan về việc bị nghi ngờ là người sai khiến yêu ma gần đây nhưng hương tuyết cho rằng chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu thì cô tự khắc được giải oan trong lúc đó thu nhiên cùng những đứa trẻ đang bị gây mê để sáng hôm sau làm tế phẩm nhưng khi quân lính rời đi thì cậu cũng bật dậy và cho đám trẻ đi chơi một chuyến sáng hôm sau buổi lễ đã chính thức diễn ra tên quốc sư thì gọi đây là tế lễ và bắt đầu dẫm công tác để đưa đám trẻ lên nhưng đám trẻ đã biến mất và chúng sau đó đã theo chỉ đạo của thu nhiên mà chạy đi ca múa để đón hương tuyết cô tìm đến và bảo tên quốc sư và nói lại với yêu vương là cô sẽ không trở về nhưng đúng lúc này thì thu nhiên bất ngờ phát hiện tên quốc sư này là thụ yêu tức là quái cây hắn bất ngờ khi gặp thu nhiên vì chính cậu là kẻ đã giết mẹ hắn năm xưa, hắn thấy lần này tuy thất bại nhưng lôi được thu nhiên ra mặt thì cũng xem là kết quả đáng mừng. Hắn thể là bản thân sẽ phải trả thù cho mẹ và tự tin việc bản thân có thể thắng được vì thu nhiên chỉ mãi ở tu vi thấp. Tên quỷ cây liên tục tấn công và con phun nước bọt chúng tay thu nhiên khiến cậu tức giận mà quyết định phải cho hắn một trận. Cậu lao lên và bắt đầu gọt hắn thành đồ nội thất từ bàn cho đến tủ ghế. Hương Tuyết khuyên hắn nên từ bỏ vì hắn không thể nào thắng được thu nhiên. Nhưng hắn đã có phương án dự phòng, chính là bông hồng có máu quý của nhược vi trận pháp được kích hoạt và bắt đầu hút đi máu của người dân xung quanh hương tuyết và thu nhiên đã có dự tính đến trường hợp này và chỉ có hai cách để phá giải một là cả hai sẽ hợp sức phá đi nhưng điều đó sẽ kéo theo người dân dính phải pháp trận sẽ chết cách hai là nhược vi phải tự mình xuống dưới kia phá trận nhưng rủi ro là cô sẽ phải chết cô đã chọn nhảy xuống dưới kia cô phát hiện tổ tiên trong hòm đã sống lại và ông ta mặc kệ việc bản thân hấp thụ pháp trận sẽ khiến người dân phải chết cô quyết định chọn rủi ro bằng cách dâng máu của bản thân cho pháp trận và giúp ông ta tự mình cắt đứt việc hút máu người dân ngay khi thấy pháp trận biến mất thì thu nhiên đã nhảy xuống đỡ lấy nhược vi từ giờ sẽ là phần do cậu giải quyết đó là đánh bại lão già này cậu sau đó vung kiếm đánh ông ta thì bị ông ta đập gãy kiếm nhưng cậu chẳng cần đến kiếm mà cứ thế đánh bay ông ta cậu ném ông ta lên trời rồi lại lao đến sút xuống mặt đất ông ta xin cậu tha mạng vì ông ta biết lỗi rồi mà không muốn sống lại nữa nhưng cậu vẫn phải chôn ông ta lại nên đã tung lên hoàn đấm để đánh nát xương ông ta rồi ném ông ta vào hòm một lần nữa. Cậu sau đó đưa Nhược Vi ra ngoài và cô đã bảo cậu hãy đốt lăng mộ hoàng thất đi để bi kịch này không còn tái diễn nữa khi đã giải quyết xong việc. Thu nhiên có nhìn cảnh này mà nhớ lại quá khứ thảm khốc năm xưa của bản thân. Cậu kẹt giữa một cuộc chiến nhưng lại được một vị tiên nhân chỉ lối cho đến con đường tu tiên này. Hắc vô thường sau đó cũng tìm đến để thu hồn và tiện thể nhắc Thu nhiên nhớ là cậu không còn nhiều thời gian cậu cũng giao lại việc chăm sóc Nhược Vi cho Hương Tuyết và nhắc cô đừng có thèm máu quý của Nhược Vi mà cắn, cậu sau đó chạy xuống dưới để phụ Hắc Vô Thường bắt hồn. Lúc trở về, Hương Tuyết đã dùng ít máu từ Nhược Vi để chữa lại vết thương cho cô vì Nhược Vi là người kế thừa dòng máu của Long nữ. Cái này vẫn chưa dám chắc, nhưng chỉ biết là máu của Nhược Vi rất quý hiếm và tuyệt đối không được để ai biết nếu không sẽ gặp rắc rối. Cô cũng thắc mắc tại sao thu nhiên cấp độ thì thấp mà lại có thể mạnh đến vậy thì Hương Tuyết cho biết cậu là tổ tông sư của cả một tông môn. Tuy bị kẹt ở cấp độ này suốt 3.000 năm nhưng trước giờ thiên hạ chưa có chuyện gì lớn mà cậu không nhúng tay vào, không có cậu thì thiên hạ cũng chẳng thái bình như bây giờ. Thu nhiên được hắc vô thường dụ đi luân hồi luôn, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục tu tiên nên anh ta nhắc cậu nhớ là chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn. Đột nhiên Nhược Vi tìm đến và muốn bái cậu làm sư phụ, cậu sau đó đã tìm đến gặp nhà vua và ông rất cảm kích vì cậu đã giải quyết chuyện lần này. Ông cũng muốn con gái Nhược Vi của ông theo cậu làm học trò nhưng cậu cho rằng việc tu tiên rất gian nan và tốn thời gian huống hồ cô lại là hoàng thất và sẽ sớm cai trị đất nước. Nhưng cô muốn đi theo để tu luyện thêm trình độ về bảo vệ bá tánh. Cô cho rằng cậu đang sợ bị cô vượt mặt nên mới không dám nhận khiến cả hai quay ra cãi lộn. Vua cha muốn cả hai cứ ăn tiệc trước rồi có gì bàn sau. Đêm đó, khi Nhược Vi đã say thì Thu Nhiên cũng tranh thủ trốn đi. Hai ngày trôi qua và cậu nhanh chóng bị hắc vô thường gô cổ vì chưa xong tiên đan. Đột nhiên đang cấp bách thì Hương Tuyết đã kịp cho cậu một viên và kéo dài giúp cậu gần 50 năm. Cậu nhanh trí trở về xem vụ manh mối kia đã dịch đến đâu còn hắc vô thường không biết lý do gì mà ai cũng giúp thu nhiên, trong lúc đó, Nhược Vi đã tìm đến tông môn để bái sư. Vân Tử cho biết họ không thể tùy ý gọi Thu Nhiên đến gặp vì cậu luôn bận tu hành rất quan trọng, nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, rằng gần đây yêu thú có đến tấn công nên chỗ tu hành của Thu Nhiên đang hư hỏng nặng và họ thì lại hơi thiếu kinh phí sửa chữa. Nghe vậy thì Nhược Vi hứa sẽ mang tiền đến để bái sư. Vân Tử nghe vậy thì khoái và cho rằng Thu Nhiên giờ cũng nên kiếm cho bản thân một người đồ đệ để truyền lại kiến thức, cả hội sau đó đã cưỡi kiếm rồi kéo nhau lên tìm Thu Nhiên. Cậu không hiểu sao lại mang cô lên đây thì cô nằng nặc đòi cậu phải nhận cô làm đệ tử. Vân Tử đã đưa cậu giấy mà phong phủ giải mã rồi tranh thủ té đi mà chẳng thèm đưa Nhược Vi đi theo. Tối đó, cô ở lại ăn cùng Thu Nhiên và cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa dù đã được giải mã ra. Nhược Vi có đọc thử thì cô hoàn toàn đọc được và có thể dịch do trước đây từng học qua trong sách. Sáng hôm sau, Cô đã bắt đầu dịch nhưng Thu Nhiên cứ sốt ruột nên cô dọa bỏ về. Cậu buộc phải nhận cô làm đệ tử để cô chịu dịch mảnh giấy này giúp cậu. Vài ngày sau đó, Thu Nhiên cố khích lệ Nhược Vi giải mã nhưng chỉ toàn làm phiền cô. Sau cùng thì cô cũng giải xong và cho Thu Nhiên biết cậu cần đến một nơi gọi là Thần Tiên Lục Địa. Cậu không tin một đống lại dịch được chút như này nhưng tin hay không là tùy cậu. Cậu nghĩ là phong phủ kiếm chưa hết manh mối nên quyết định tìm thêm, cậu dẫn Nhược Vi đi với lý do là đi xuống núi học hỏi cậu đã gọi phong phủ đến và ông mặc luôn đồ ngủ phi sang. Nhận ra có gái nên ông quay về thay đồ cấp tốc rồi trở lại, nghe việc manh mối có được chút xíu nên giờ họ sẽ phải đi kiếm manh mối mới. Phong phủ đã lấy ra thanh đao lớn để cả ba cùng đứng lên. Cả ba cưỡi mây lướt gió, gặp biết bao sinh vật ở trên trời. Đi vào trong đám mây đen, cả nhóm thấy một đám rơi nên thu nhiên xử lý cái nhẹ. Một con to hơn xuất hiện nên phong phủ cũng đi khởi động cho giãn gân cốt. Nhược vi thấy ông cũng mạnh nên ông bắt đầu lấy việc độ kiếp thành công ra khoe nhưng thu nhiên không phục vì ông làm không ít việc ác cũng đã đến nơi mà phong phủ tìm ra mấy cái lời giải đố lần trước tiếp đất không mấy được mặn mà với cả tìm nơi này cũng chẳng thấy dấu tích gì là giống với tìm được một phiến đá thu nhiên nghĩ ông bạn nhầm đường đột nhiên nhược vi thấy gì đó dưới cắt khiến thu nhiên phải lao lại kéo cô ra một con cua khổng lồ lao lên và bị phong phủ xử ngay lập tức thu nhiên chữa lại tay cho cô nhưng một giọt đã rơi xuống và khiến cả phiến đá to lớn trồi lên Nhược Vi cố đọc thử thì máu trên tay cô chạm vào phiến đá lại khiến mặt đất rung chuyển. Cả một tòa thành mọc lên từ dưới cất cả ba đành vào xem thử và ai nấy cứ nấp sau thu nhiên vì nơi này khá hiu quạnh. Đột nhiên có tiếng chuông lớn vang lên và Nhược Vi đột nhiên đang ở trên lưng phong phủ thì mất tích lúc nào không hay. Cô đang đi về phía tiếng chuông nên thu nhiên đã cắm kiếm xuống rồi búng một cái để dội lại tiếng vang và đưa cô đi. Cậu nhờ phong phủ trong chừng còn cậu sẽ cố viết lại những thứ có trên phiến đá, viết được một nửa thì nó bắt đầu lún xuống cậu đã để hai tay tự cụp xuống và cố gắng viết nhanh nhất có thể rồi lùi đi. Lúc trở về, Phong Phủ và Vân Tử cùng vài người khác cứ đứng ngoài hóng hớt nên thu nhiên quăng cho mỗi người một cuộn giấy rồi bảo đi giải mã. Cậu giờ mới nhận thấy dòng máu long thần trong người Nhược Vi đúng là một vấn đề. Trong lúc đó, một giọt máu của cô đã bay về một cái cây nào đó. Hai người tiểu phu đi đốn củi trong rừng thì phát hiện tòa thành ở ngoài sa mạc ban nãy giờ lại xuất hiện trong rừng. Ngày hôm sau, Thu Nhiên đã bắt đầu dạy học trò về cách điều khiển linh khí cậu có thể khiến thác nước chảy ngược cô làm thử vài lần vẫn chưa được nên thu nhiên cho rằng người thường mất vài tháng để học nên cô cứ yên tâm cô sau đó đột nhiên làm thay đổi hình dạng thác nước và con biến nước thành chim cô thấy cậu dạy khá tốt khi cô học cái là biết làm ngay cậu hơi trầm cảm nên để cô tự tập tiếp trong lúc đó tại một tông môn của những thợ rèn hai anh em tông chủ là thiên luyện và thiên nhẫn đã nghe tin về tòa thành bí ẩn xuất hiện trong rừng nhiều người vào đó do thám thì đều mất tích thiên nhẫn buộc phải thay em trai đi xem xét trong lúc đó, Nhược Vi đã bắt đầu tu luyện cảnh giới và cô đột phá từng tầng một chỉ trong chớp mắt khiến Thu Nhiên lo về việc cậu sẽ bị vượt mặt bởi một người tu luyện chưa đầy một năm. Ở tòa thành mới kia lúc này, Thiên Nhẫn nhận ra quân lính đây toàn là những người mất tích khi đi do thám. Tiếng chuông một lần nữa vang lên và thao túng tâm trí toàn bộ mọi người. Thiên Nhẫn buộc phải ở lại đối phó để vị trưởng lão đây rút lui. Tòa thành này sau đó đã di chuyển khắp nơi và tẩy não thêm nhiều người hơn nữa. Cơ thể của Thiên Nhẫn cũng bị tên đứng đầu là Địa Tiên chiếm lấy. Quay lại với Thu Nhiên, Cậu than vãn vì bản thân luyện 3.000 năm không lên mà nhược vi luyện có 3 ngày đã vượt mặt cậu. Cô cũng mang tới thông tin mà cô giải được và biết tòa thành đó được tạo bởi một người thông minh nhưng không thể thành tiên nên đã cướp đoạt thân xác và tâm trí kẻ khác để phục vụ bản thân. Đột nhiên một môn đồ tìm đến cho biết là xuất hiện một tòa thành gì đó gần đây khiến cả hai biết ngay là thứ nhắc đến trong phiến đá. Những tông chủ của các tông môn đều đã họp lại với nhau và đều đang chờ thu nhiên đến giúp sức. Nhược Vi đã tìm đến trước và ai cũng bất ngờ khi cô đã vượt qua cảnh giới mà Thu Nhiên vẫn chưa đến được. Thu Nhiên giờ mới tới và nghe chuyện. Thiên luyện muốn cậu giúp đỡ cứu anh trai vì hẳn anh trai ông đã bị cướp xác nên giờ ý thức đang dần tan rã. Cậu cũng nhận vì chuyện này một phần cũng là do cậu mà ra. Nhưng vấn đề bây giờ là tòa thành đó xuất hiện bất chợt không rõ quy luật nên chẳng biết đi đâu tìm. Nhưng Nhược Vi nhớ ra là có trận pháp này nên cô đã thử cho soi đèn qua vòng phép này và xác định được những điểm này chính là nơi mà tòa thành đang và sẽ đến. Họ sau đó đã đi chuẩn bị và Nhược Vi thắc mắc sao thầy trò nào nhìn cũng như song sinh thì Vân Tử cho biết thầy nào thì trò nấy, cô sợ sau này sẽ giống Thu Nhiên thì hơi sợ. Phong phủ cũng bốc phét về việc lâu này đánh nhau với Thu Nhiên thì chỉ toàn nhường nên Hương Tuyết muốn cả hai ra làm kèo, cô cũng lâu rồi chữa thấy Thu Nhiên tung hết sức để đánh. Học trò của Phong phủ nghe vậy thì liền muốn đổi thầy luôn nhanh. Thu Nhiên đã vào thành trước và bị những tên lính vây đánh, cậu cố gỡ ấn chú điều khiển ra thì người lính cũng hồn phiêu phách tán nên cậu chẳng cần nương tay làm gì vì đằng nào cũng hết cứu. Cậu đã tìm đến được và gặp tên địa tiên. Hắn giả vờ làm thiên nhẫn để dụ cậu lại gần. Hắn nhân cơ hội cậu mất cảnh giác để đánh lén thì cậu bắt được ám khí và né ra. Hắn không ngờ thế gian giờ vẫn còn cao thủ. Hắn phóng một loại ám phí vào thu nhiên thì cậu trả ngược lại. Hắn không ngờ cậu có kỹ thuật đến vậy nên quyết định rút lui và sẽ gặp lại ở Thánh Triều tòa thành bắt đầu chìm xuống và thu nhiên chỉ kịp ném thành kiếm lại vào tòa thành rồi thoát ra lúc ra ngoài nhược vi đã làm thử một bài kiểm tra và tát thu nhiên một cái để chắc chắn cậu không bị đoạt xác cậu cho thiên luyện biết anh trai ông vẫn ổn và vì sợ tổn thương đến ông nên cậu không thể ra tay quá nặng cậu nhớ ra việc có một người đã thoát ra được khỏi thành lần trước nên muốn tìm đến hỏi chuyện nhưng người đó vừa mới hôn mê dậy nên ý thức vẫn còn mơ hồ tối đó thiên nhẫn muốn tên địa tiên này giết ông luôn đi nhưng hắn sẽ giữ ông lại làm mồi để những kẻ mạnh tình đến trong lúc đó thu nhiên đã giả làm thiên luyện để đến gặp trưởng lão đã sống sót trở về kia cậu nhận ra ông ta có vấn đề và hình như đang cố giấu gì đó nên đã để hai cô học trò vào rụ rỗ và rồi đút thuốc cho lão ta cậu nhận ra được vấn đề là vì ông ta còn không nhận ra được việc tông chủ đã thay đổi cách nói chuyện cậu bắt đầu hỏi ra những thông tin sau khi ông ta uống thuốc và biết ông ta đã bị đoạt xác còn kẻ mà cậu đã chạm mặt ở tòa thành kia là địa tiên thái tử, hắn muốn tiêu diệt nhà vua và xây dựng lại thánh triều của hắn. Hắn lúc này đã nhận ra kế hoạch của bản thân bại lộ nên chẳng cần nghe ý kiến từ cái đầu lâu sử hữu đại trí tuệ mà cho quân sẵn sàng chiến đấu. Thu nhiên sau đó có tranh thủ hỏi vị đại sư đây có biết cách nào để cậu đột phá cảnh giới không thì não ổng cháy con mợ luôn. Cậu sau đó cũng gọi hắc vô thường đến và nhờ anh xử lý giúp linh hồn đang nhập trong kia. Anh tóm cái nhẹ và còn giao cho Thu Nhiên một cuốn bí kíp về cách để khắc chế thuật thao túng không gian của tên địa tiên. Và vào lần tới Thu Nhiên sẽ phải giúp anh ta thu phục hồn của những kẻ vốn đã chết kia về. Khi Hắc Vô Thường trở về, Thu Nhiên thấy trận sắp tới sẽ là một trận lớn. Cậu sau đó đã họp với các tông chủ và đưa họ kế sách để chiến đấu, cũng như pháp trận để ngăn tòa thành lại. Họ không chắc cậu đánh lại tên địa tiên không nhưng giờ cậu không đánh thì còn ai đánh lại. Còn về vị trí mà hắn sẽ xuất hiện cùng với tòa thành thì cậu đã để lại thanh kiếm để dò tìm. Họ thắc mắc liệu thiên nhẫn còn cứu được không thì cậu cũng không dám chắc, còn thiên luyện thì từ khi trở về đã luôn nhốt mình trong phòng rèn. Họ đang lo lắng thì đột nhiên ông tìm đến với bộ giáp toàn thân và mong muốn được đi cứu anh trai. Ngày hôm sau, thầy trò thu nhiên đã đi dán cáo thị để người dân trốn trong nhà và không được ra ngoài. Cậu không dám chắc là vụ này có thành công không nhưng dẫu sao thì cậu vẫn phải cố hết sức để những hậu mối được mở mang tầm mắt. Tòa thành đã bắt đầu xuất hiện và toàn bộ tông môn và tông chủ đều đã chờ để chống trả ai nấy đều có cách chống lại tiếng chuông riêng. Địa tiên thấy họ vẫn chưa có cửa thắng nếu chỉ làm được có vậy nên đã thả đoàn quân xương ra chiến. Những tông môn mang vũ khí và giáp thì đã lao lên tiền tuyến, phía sau có tông môn của Hương Tuyết hỗ trợ. Tấn công tầm xa thì có Vân Tử, Thu Nhiên cũng để Nhược Vi ra trận còn Thiên Luyện thì vẫn nôn nóng để đi cứu anh trai. Địa tiên đã phải ra trận và hắn chỉ vài đòn đã phá tan đội hình của Vân Tử, cậu cũng bị đánh cho lùi lại phía sau nhưng giờ mới là lúc Thiên Luyện ra trận. Ông với bộ giáp của mình có thể đánh được ngang cơ với Địa Tiên, nhưng có một điểm yếu, đó là cơ thể hai anh em ông bị chia sẻ cảm giác với nhau, nên dù đánh trúng một người thì người kia cũng thương tổn. Có điều với thể trạng yếu ớt của Thiên Luyện thì liệu có độ lại được sức chịu đựng của tên Địa Tiên kia hay không? Trong lúc đó, những cô học trò đã cho Thu Nhiên biết là họ đã xử lý xong vụ bố trí trận pháp. Cậu đã cùng Nhược Vi bay lên và để ba cô gái đây lo liệu nốt. Thiên Luyện lúc này đã dần đuối sức và chĩa kiếm được vào Địa Tiên nhưng hắn cố tiến lên để dính đòn buộc ông phải thu kiếm và rồi dính một đòn bay sạch giáp thiên luyện bắt đầu dùng võ mồm để khinh bỉ địa tiên khiến hắn cay cú nhưng thiên nhẫn trong giây phút đã lấy lại được chút ý thức để tự đâm thanh kiếm kia vào người và đẩy tên địa tiên ra ngoài ông biết em trai đã dùng sinh lực để rèn kiếm nên khi đâm vào mới không thấy đau nhưng thương tổn là vẫn có nên trước khi chết ông đã truyền lại chút sức mạnh cuối vào em trai địa tiên đã nhập vào bộ giáp của thiên luyện để chiến đấu nhưng thầy trò thu nhiên đã tìm đến để cắt ngang cậu lại xem tình hình thì bị đánh lén nhưng vẫn đưa tay đỡ được và muốn hắn nói ra vị trí của chiếc đầu sọ sở hữu đại trí tuệ kia hắn không chịu nên cậu đành đánh trước hỏi sao thu tiên lao đến né liên tục vài đòn và tung lại một trường cả hai chém nhau và dù đánh như nào bộ giáp vẫn liền lại được mà kiếm cậu thì đã cong hết nên đành quay lại hỏi điểm yếu của bộ giáp ở đâu và mượn tạm cây kiếm này để đánh địa tiên giờ mới nhận ra là có trận pháp cản không cho hắn bỏ trốn nhưng biết thì cũng đã muộn Thu Nhiên tung một chiêu phá tan bộ giáp của hắn và ép hắn lộ nguyên hình. Nhưng hắn vẫn còn trò để làm vài gọi ra một quả núi từ trên trời xuống. Đây chính là động phủ của cái đầu sọ sở hữu đại trí tuệ kia. Một người đã lên xem thử thì đột nhiên bị xét đánh cho dụng ngay tại chỗ. Họ buộc phải rút lui vì giờ không biết làm cách nào để vào. Thanh niên như gia cát lượng này là Thu Hiền. Anh ta có nghe qua về động phủ này nhưng cách vào thì không chắc. Họ sau đó đã về hết còn Thu Nhiên cùng Nhược Vi xuống gặp Hắc Vô Thường. Cậu có hỏi về cách vào động phủ thì anh ta cho biết là sẽ có một lối vào ở đâu đó và cậu tự đi mà tìm. Mơ sách kia thì cũng chẳng đánh mấy người với đạo hạnh như cậu, thông tin cũng chẳng thể cho thêm vì mấy cái điều khoản bảo mật. Thu nhiên hơi bực vì chẳng kiếm được gì nhiều nên đã cùng cô học trò trở về. Vừa trở về thì cậu nhận thấy chưa ai có kế sách gì để tiến công, cậu quyết định sẽ chọn ra một vài người để đi chung. Đột nhiên Hương Tuyết tìm đến cho biết tối qua, người của cô lúc gác đêm đã gặp một kẻ có đạo hạnh không quá cao, chỉ là ngang cấp với Nhược Vi bây giờ, họ sau đó đã để sổng mất vài kẻ tự tiện xông vào động phủ, nhưng chỉ có duy nhất tên áo vàng này vượt qua. Thu nhiên suy nghĩ một lúc thì dựa vào lời mà Hắc Vô Thường nói lúc tối, rằng chỉ những người ngang cấp với Nhược Vi hoặc trở xuống thì có thể vào tự do mà không rình xét. Cậu quyết định chuyến này sẽ đi và ai muốn giúp sức thì cứ cho đệ tử ngang cấp với Nhược Vi đi là được. Cậu sau đó về để cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho vụ này, cậu kiếm được thông tin về đột phá cảnh giới với cả cậu cũng không muốn nhược vi đi vì cô rất quý giá với cậu và cậu không thể đẩy cô vào nguy hiểm nhưng cô đã dùng động lực của bản thân để thuyết phục và khiến cậu đổi ý học trò của phong phủ là lê tỷ có tìm đến và muốn đi cùng thu nhiên vào ngày mai trong lúc đó địa tiên đã xử lý tên đột nhập và vẫn muốn chiếm xác thu nhiên nhưng đầu sọ mỉa mai hắn vì lần trước bị đập cho ra bã mà giờ vẫn còn ý định cướp xác quay lại với bên của thu nhiên thiên luyện đã cho người dùng dối tiếp cận vào cổng của động phủ và khiến nó bắn trả Thu Nhiên đã chặn lại đòn và khiến cánh cổng nứt ra. Địa Tiên cũng chẳng muốn làm khó họ mà để sẵn cửa đấy cho họ vào. Thu Tiên có kiểm kê lại những người học trò được chọn để đi theo. Thu Nhiên sau đó đã hỏi tất cả trưởng lão xem họ đề cử học trò nào đi theo cậu. Phong Phủ chẳng cần đề cử thì Lê Tỷ cũng đã tự quyết định là sẽ đi theo Thu Nhiên. Hương Tuyết cũng đề cử học trò bản thân là Sảo Nhi. Thế là người cuối cùng cũng tự đề cử học trò của mình là Nhan Phi để đi cùng Thu Nhiên. Thấy toàn là nữ khiến Thu Nhiên có hơi không thích lắm nhưng cho rằng cậu cứ xem Nhan Phi như là nam nhân là được, có điều nhìn Nhan Phi mà nghĩ cô là nam nhân thì hơi khó. Chẳng thà bảo xem Nhược Vi là nam nhân còn dễ hơn, Nhược Vi khá dỗi khi nghe câu đó nhưng cô vẫn tin là Thu Nhiên sẽ đưa cô đi theo. Họ sau đó đã chốt được đội hình và Thu Nhiên đã dặn các trưởng lão có gì dặn dò đệ tử thì dặn nốt trước khi lên đường. Phong phủ thì hiển nhiên là chẳng dặn dò được cái gì ra hồn. Hương Tuyết thì cho rằng xảo nhi cứ yên tâm vì Thu Nhiên chẳng có gì đáng tin ngoài thực lực, bên nào cũng đã dặn dò xong nên bốn cô gái đã bắt đầu rút kiếm ra để cưỡi lên. Nhược Vi đã bảo Thu Nhiên lên kiếm của cô để cô trở đi, nhưng Thu Nhiên bảo họ cứ đi trước. Chứ cưỡi kiếm rồi bay bay trước mặt cậu thì chẳng khác nào đang chọc tức cậu. Họ sau đó đã đi trước và Thu Nhiên thì đã nhờ Hương Tuyết giúp cậu lên trên kia. Cô sau đó đã tạo ra một con đường bằng âm thanh để Thu Nhiên đi bộ lên. Cậu vừa đi lên trên thì nhận ra trên đó không có sấm sét để ngăn họ tiến vào. Thế là Hương Tuyết hất thẳng Thu Nhiên vào luôn cho rảnh nợ địa tiên vừa phát hiện nhóm thu nhiên tiến vào thì ngay lập tức có cách để đối phó với cả nhóm hắn đã cho cả nhóm xem những giải ký ức trôi qua khi tiến vào cổng thu nhiên dặn mọi người chú ý phía trước vì họ sắp ra ngoài rồi họ sau đó đã rơi xuống một dãy núi và lê tỷ đã cưỡi kiếm để đỡ lấy thu nhiên tiến đến một khe núi nơi này có hai phiến đá khắc chữ trên đó dòng chữ cứ mang ẩn ý khiến thu nhiên thấy khó chịu đột nhiên một cánh cổng xuất hiện sau kia và thu nhiên đã tự tin cùng mọi người bước vào vừa bước vào trong thì trong đó là một chốn bồng lai tiên cảnh mọi thứ rất yên bình và bốn cô gái đã chia ra vui đùa xung quanh thu nhiên vừa nhận ra nơi này có khí mê hoặc thì đã quá muộn vì bốn cô gái đều đã đồng loạt đòi kết hôn với thu nhiên sảo nhi cho rằng bản thân có kinh nghiệm nhất nhưng lê tỷ thì lại tự tin bản thân mới là người chín chắn nhất nếu kết hôn nhưng nhược vi cho rằng lê tỷ là người của tà giáo còn thu nhiên là chính đạo nên không hợp nhau nhược vi cho rằng bản thân đã nhận tín vật của thu nhiên nên cô mới hợp nhất nhưng nhan phi đã rút vũ khí ra và cho rằng ai mạnh nhất thì sẽ có quyền kết hôn với thu nhiên cả bốn sau đó đã lao vào một trận chiến sinh tử và thu nhiên đã yêu cầu họ dừng tay vì họ đánh như này thì cậu còn mặt mũi đâu nhìn mặt sư phụ của ba người kia lúc ra ngoài nữa nhưng họ muốn cậu bớt quản chuyện của nữ nhân địa tiên thích thú cho rằng thu nhiên sau cùng cũng không thoát khỏi quy luật đất trời nhưng thu nhiên lúc này đã chán cảnh bị gái bu nên cậu đã hút sạch khí gây mê vào cơ thể giúp bốn cô gái tỉnh lại họ lo lắng không biết bản thân có làm gì thu nhiên hay không nhưng họ làm gì có cửa mà làm được gì cậu cậu cho biết việc bản thân đã hút hết khí gây mê và ngay sau đó là một quả rắm đã xả hết mớ khí kia ra ngoài cậu sau đó cho biết khí gây mê đó là chân nguyên và công pháp của cậu là thứ đào thải chân nguyên nên cơ thể cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi loại khí đó cả nhóm sau đó thắc mắc là làm sao để thoát khỏi nơi này nhưng đột nhiên các ngọn núi bắt đầu xê dịch lại gần và khiến cả nhóm thu nhiên bị ép chặt lại sát nhau Thu Nhiên thấy bốn cô gái cứ chật vật không biết cách ra như nào thì cậu đã vung một đòn kiếm khí chém lủng một lỗ trên núi và khiến gió từ bên dưới thổi cả nhóm ra ngoài. Tên địa tiên cho rằng Thu Nhiên chơi xấu nhưng ở đây làm gì có luật nên hắn đâu bắt bẻ được ai. Cả nhóm sau đó bị rơi vào một hang động, Thu Nhiên thấy bốn cô gái rơi xuống thì đã đến đỡ lấy từng người. Cậu sau đó đi xem xét xung quanh và thấy phiến đá có nội dung cơ bản là già đi. Cậu nghi ngờ nơi này có thể thao túng thời gian nên đã bảo bốn cô gái đứng yên chứ đừng đi linh tinh nhưng vừa quay lại thì họ đều đã bị lão hóa thành những bà cụ khiến thu nhiên chỉ còn biết đứng hình quay lại trước đó vài phút lúc họ mới rơi vào đây địa tiên đã thấy bốn cô gái có vẻ rất quý trọng nhan sắc nên quyết định sẽ dọa họ một phen hắn đã chiếu một luồng sáng vào bốn cô gái khiến họ bị lão hóa thành các bà cụ khi nhận ra thì bốn cô gái đã nhìn nhau mà cười vì nghĩ họ bị lão hóa nhưng khi ai nấy nhận ra bản thân cũng bị thì liền hoảng loạn mà la hét ẩm ĩ họ sau đó đã khóc lóc ẩm lên và thu nhiên đã phải đi an ủi từng người nhưng có vẻ thu nhiên không có duyên với nữ nhân nên chẳng dỗ được ai cả. Tên địa tiên quyết định giờ sẽ dọi luồng sáng vào thu nhiên, hắn sau đó đã chiếu thẳng vào thu nhiên nhưng nó gần như chẳng ảnh hưởng đến thu nhiên. Cái đầu lâu nhận ra gì đó ở thu nhiên nhưng không giải thích ra cho địa tiên mà chỉ cho rằng mấy trò vặt này của hắn không ảnh hưởng được đến thu nhiên. Nên nếu muốn chiếm xác thu nhiên thì chỉ còn cách bước ra đánh tay đôi, thu nhiên sau đó phải dẫn theo bốn bà cụ non đi theo. Nhưng họ chỉ vừa đi được vài bước đã than mệt. Họ cho rằng thôi thì giờ đằng nào cũng già yếu nên ít nhất cũng gả cho Thu Nhiên luôn. Nhưng cậu cố động viên họ rằng cứ ra khỏi đây là kiểu gì cũng lấy lại nhan sắc trẻ trung. Nhưng chẳng ai còn sức nữa nên họ đã nằm lại đấy mà ngủ mất tiêu. Cậu sau đó phải cõng cả năm người ra ngoài. Ai nấy thắc mắc sao Thu Nhiên vẫn trẻ đẹp dù tu luyện suốt 3.000 năm. Nhưng cậu muốn họ im lặng hoặc cậu vứt hết tất cả ở lại chỗ này. Ai nấy dỗi vì cậu thấy họ già rồi nên đối xử không ra gì. Khó khăn lắm thì Thu Nhiên mới đưa họ được ra bên ngoài vừa ra khỏi hang động thì bốn cô gái đã trở lại trẻ đẹp như trước, nhưng họ lại bắt đầu thấy nơi tiếp theo này là một vườn hoa rất thơ mộng, nhưng Thu Nhiên lại cảm thấy có khí gì đó nên bảo họ dùng khí để bảo vệ cơ thể tránh hít phải khí này, nhưng cửa ải này không hề đơn giản như vậy. Đi một lúc thì Nhược Vi cảm thấy cơ thể như đang bị hút mất nguyên khí để rồi kịch quệ mà gục ngã. Sảo Nhi thì ngứa ngáy khắp cơ thể, Lê Tỷ thì tê liệt đôi chân còn Nhan Phi thì nóng mà cởi hết giáp ra thu nhiên nhận ra hoa ở đây có thể hút đi nguyên khí trong cơ thể con người nên đã tạo ra một kết giới để bốn cô gái hồi phục lại nguyên khí còn thu nhiên thì đi cắt trụi đống hoa tuy đã cắt trụi hết nhưng cành hoa vẫn tiếp tục nhận nguyên khí mà khôi phục lại nụ hoa để chúng tiếp tục hút kết giới thu nhiên tạo ra cũng bị hút cạn biết đám này sẽ không ngừng tái tạo và hút nguyên khí nên thu nhiên quyết định sẽ cho chúng thứ chúng muốn cậu bắt đầu tung ra nguyên khí của bản thân cho chúng hút lượng nguyên khí dồi dào của cậu đã khiến chúng hút đến mức phát nổ cậu sau đó đã có thể thu lại kết giới và bốn cô gái thì đều đã bình phục trừ nhan phi thì có hơi mất hình tượng nên đã chạy đi mặc lại giáp ai nấy đều cho rằng thu nhiên đã làm bừa vì nếu mấy cái cây hút không đủ thì cậu cũng sẽ gặp nguy nhưng cậu cho rằng nguyên khí trong người đã gần đầy nên xả ra bớt chứ chẳng sao hết địa tiên một lần nữa cây cú và chiếc đầu lâu cho rằng nếu cửa ải tiếp theo thu nhiên vẫn qua được thì xem như là hắn hết bài nhưng không lâu sau thì nhóm thu nhiên đã vào một khu vực mà địa tiên không thể nào quan sát được bên trong trước đó vài phút Nhóm Thu Nhiên đã đến trước một cánh cổng, bốn cô gái nghĩ đây có thể là lối ra nhưng Thu Nhiên cho biết đây là cửa vào âm phủ. Dù sao cũng đã đến đây thì Thu Nhiên sẽ dẫn họ đi tham quan, vừa vào trong, bốn cô gái đã thích thú vì nơi đây giống thiên đường hơn là âm phủ, nhưng Thu Nhiên mặc kệ vì cậu đang chờ người. Không lâu sau thì một người lái đỏ đi đến và đó không ai khác ngoài Hắc Vô Thường, Thu Nhiên cũng không ngờ tên địa tiên đó lại có thể tạo ra cửa thông đến âm phủ này. Hắc Vô Thường cho rằng Thu Nhiên đã nốt công đến đây thì chi bằng ở lại luôn chứ đừng đi nữa nhưng tuổi thọ của cậu đã trả hết nên giờ cậu không việc gì phải tiếp tục ở đây mà sẵn đến đây thì thu nhiên sẽ đi gặp lão diêm một chuyến cậu sau đó kêu bốn cô gái lên thuyền và nhờ hắc vô thường đưa họ đi vừa đến cầu nại hà họ đã gặp mạnh bà và được cho uống canh để qua cầu vì chỉ đến chơi nên canh này sẽ chỉ khiến họ quên đi ký ức buồn ai nấy đều chỉ có một bát chứ thu nhiên là cả lu do ký ức đau buồn suốt ba nghìn năm của thu nhiên rất nhiều nên nếu uống hết thì phải vài lu nữa nên chi bằng giờ uống dần cho bớt đi Thu Nhiên đang cãi cọ thì bốn cô gái đã xem thử ký ức và thấy lượng ký ức đau buồn của Thu Nhiên quả là nhiều vô số kể. Quả nhiên cậu rất cần việc lên được bậc trúc cơ để có thể được cưỡi kiếm, cậu đã bảo bốn cô gái đi trước để cậu uống hết mớ này. Thu Nhiên sau đó đã tiếp tục lên thuyền để được Hắc Vô Thường dẫn đi. Họ sớm đến được chỗ của Diêm Vương và được ông đón tiếp rất nồng hậu, Thu Nhiên còn tranh thủ làm vài ván cờ với Diêm Vương trước khi rời đi. Lúc ra ngoài, địa tiên rất sốc khi nhóm Thu Nhiên vẫn an toàn. Cái đầu lâu nghĩ Thu Nhiên có vẻ đã trở thành thế lực mà cả Diêm Vương cũng không quản được. Nếu cậu không có ý định ở lại thì Diêm Vương cũng chẳng thể làm được gì khác. Lúc ra về, Thu Nhiên đã lấy đồ mà các cô gái mang theo đem trả lại cho Hắc Vô Thường. Cậu cho rằng đồ của người chết mà họ cũng mang theo được, nhưng Diêm Vương tặng mà không nhận thì lại vô lễ quá. Hắc Vô Thường muốn Thu Nhiên cẩn thận nhưng cậu cho rằng âm phủ còn không nhận cậu thì cậu sẽ chẳng gặp vấn đề gì cả. Họ sau đó đã tiến vào cửa ải tiếp theo, Thu Nhiên muốn bốn cô gái cẩn trọng. Nhưng vừa đi vào cửa ải thì bốn cô gái và Thu Nhiên đã bị tách khỏi nhau. Thu Nhiên nhìn thấy những khung cảnh quá khứ ám về đây, từ hình ảnh sư phụ thất vọng về cậu cho đến cảnh cha mẹ vứt bỏ cậu ra sao. Còn bốn cô gái kia thì cũng nhìn thấy những hình ảnh đáng thất vọng trong quá khứ, nhưng Thu Nhiên đã dễ dàng qua được, vì sư phụ đánh còn không lại cậu thì hình ảnh thất vọng này chỉ là giả. Và việc cậu mù côi cũng là do đám ma đạo gây ra, ai nấy sau đó cũng lần lượt thoát ra được khiến địa tiên tức điên lên vì không một ai mắc bẫy. Thế là hắn tạo ra một con rắn bằng pha lê và tấn công cả nhóm thu nhiên đã tạo kết giới để che chắn và bay đi. Nhưng con rắn vẫn bám theo và kết giới thì sắp vỡ vụn. Thế là thu nhiên phát cho bốn cô gái bốn vật để tạo kết giới và dặn họ chia ra. Con rắn đuổi theo ai thì người đó dựng kết giới để cậu tấn công lại con rắn. Nó sau đó đã đuổi theo nhược vi nên cô dựng kết giới lên và giúp thu nhiên dễ dàng hạ được con rắn. Cậu nhận thấy con rắn rơi ra bảo thạch nên bảo bốn cô gái còn tà niệm nào trong đầu thì phát ra để gọi thêm rắn tới, mấy ngày liền sau đó. Thu Nhiên đã bóc lột bốn cô gái bằng cách bảo họ thả hết tà niệm trong đầu ra để cậu cày bảo thạch. Tổng thu nhập đến giờ đã hơn một nghìn viên. Đủ để họ mở mấy môn phái liền, nhưng cô nào cũng đã hết sạch ý niệm và chỉ còn nhan phi sót lại một ít. Do việc nữ nhân vào môn phái kỷ luật như quân đội nên ý niệm trong đầu cô cũng chẳng ít. Sảo Nhi muốn Nhược Vi lên tiếng bảo Thu Nhiên tha cho họ. Nhưng Thu Nhiên là dạng người một khi đã trục lợi được là phải vô vét cho triệt để. Đột nhiên Lê Tỷ bắt đầu chán nản và đột nhiên sinh ra một con rắn nhỏ. Nó lao qua và cắn trúng Nhược Vi và sớm bị Nhan Phi giải quyết, nhưng nó vẫn sống lại và hóa to lên nên Thu Nhiên đã đến đối phó, cậu nhận ra con này do cắn Nhược Vi mà to lên nên nhờ ba cô gái trong chừng Nhược Vi thay cậu. Cậu sớm xử lý con rắn và thấy được một đống bảo thạch, thế là Thu Nhiên quyết định đưa Nhược Vi một viên đá để cô nghiên cứu về nơi này, còn cậu thì sẽ tạo ra thêm rắn để giúp ba cô gái còn lại tập luyện cách chiến đấu tốt hơn, vì có một con rắn nhỏ mà đã khó khăn để đối phó đến vậy. Phong phủ lúc này lo lắng cho học trò vì nhóm Thu Nhiên vào trong đó mấy tháng rồi mà chưa ra, trong khi thực lực của Thu Nhiên thì vài phút là có động tĩnh rồi. Nhưng Phong phủ đã uống say quá nên ngủ thiếp đi. Và một cô gái là Thúy La đã tìm đến để thông báo việc cha của Hương Tuyết Tức Yêu Vương đã qua đời. Thu Nhiên lúc này vẫn đang bắt ba cô gái chiến đấu cật lực, vì họ không quen cách phối hợp chiến đấu với nhau, chưa kể con rắn nào mà Thu Nhiên gọi ra cũng đều mạnh cả. Cậu đã chỉ đạo ba cô gái cách chiến đấu nhưng họ đều trông quá là thất vọng và thu nhiên không phải là muốn nán lại ở đây lâu mà là vì cậu không tìm được lối ra ở đâu cả thu nhiên sau đó đã chỉ dạy cho ba cô gái và họ thành công đối phó được với con rắn mà cậu thả ra một người thì chạy vòng vòng để thu hút sự chú ý một người thì gảy đàn để trói con rắn lại còn người thứ ba thì dùng dây đàn đó để trói toàn cơ thể con rắn lại và dứt điểm thấy họ đã ổn thì thu nhiên quyết định thả tà niệm lớn nhất của cậu ra đó là về mối tình đầu cậu sau đó đã khiến ba cô gái phải lo lắng còn tên địa tiên thì quyết định sẽ đến chỗ của thu nhiên để đối đầu luôn chứ không chờ được nữa thu nhiên sau đó đã giúp ba cô gái tự mình thắng được con rắn với tâm niệm lớn nhất của cậu đúng lúc này thì tên địa tiên cũng đã mò đến để phá dối cậu cậu cho rằng hắn đáng ra nên đến đây sớm hơn mới phải với cả nếu giờ đánh nhau ở đây thì hắn không sợ phá tan nơi này hay gì nhưng hắn cho rằng nếu cậu lo cho nơi này thì giao cơ thể cho hắn và hắn sẽ để bốn cô gái trở về an toàn nhưng cậu cho rằng loại người chỉ thích đi cướp đồ của người khác như hắn thì chả tự làm được tích sự gì hắn tức giận và bắt đầu quyết đấu với thu nhiên nhưng hắn tung đấm thì bị cậu đâm gãy tay hắn mọc lại rồi dùng chân dẫm thì bị cậu đâm gãy chân mà té nhào nhận thấy hắn rơi ra bảo thạch chất lượng hơn nên cậu đã tiến đến chọc hắn và khiêu khích hắn phát ra thêm tà niệm để hồi phục cậu sau đó liên tục né tránh và chém đứt tay hắn rồi lại khiêu khích để hắn hồi phục lại và chém tiếp nhưng cậu sau đó đã quá tay mà tung ra một chiêu tất sát và tiêu diệt cơ thể bảo thạch của hắn trong một đòn. Thôi thì vơ vét cũng đã đủ nên cậu bảo bốn cô gái lại phụ cậu ôm mớ này về. Trong lúc đó, các trưởng lão đã tập hợp lại vì sắp có một cuộc chiến xảy ra. Nhưng chín người thì mười ý nên Hương Tuyết nghĩ sau cùng vẫn là đợi Thu Nhiên về rồi tính tiếp, còn ở bên Thu Nhiên. Cứ tưởng là cậu đã xử tên địa tiên nhưng thật ra cậu chỉ cố tình chặt chân của hắn để khiến hắn không chạy được. Cậu liên tục chặt bảo thạch từ trên người hắn khiến hắn chỉ biết khóc vì nhìn chẳng khác gì cực hình nhưng càng khóc ra bảo thạch thì cậu càng thích đột nhiên xảo nhi cho biết ngoài kia đã gặp chuyện vì vật bảo mà hương tuyết đưa cô mang theo đã bị vỡ điều đó báo hiệu là đã có chuyện xảy ra thu nhiên không muốn ở lại đây lâu nữa nên quyết định sẽ phá vỡ nơi này nhưng cậu vừa rời mắt thì địa tiên đã trốn vào lòng đất và tiến tới bắt nhược vi đi vì cô có dòng máu quý của rồng đột nhiên không gian này bắt đầu nứt vỡ nên cái đầu lâu đã nhận ra cậu sắp đến đây cậu sau đó bị thổi bay qua đây và lại phải đỡ ba cô gái cậu sau đó gặp được cái đầu lâu ở đây nó cho biết bản thân là tiên trí tuệ mà cậu cần tìm. Ông ta không có ý định gì với cơ thể của cậu vì bản thân giờ chẳng còn khả năng cướp lấy nữa. Ông ta biết đệ tử của cậu ở đâu và nếu cậu không nhanh lên thì Nhược Vi sẽ bị địa tiên hút cạn máu. Chí tiên có cách để giúp cậu đi cứu đệ tử, tuy nhiên nó có một điều kiện, đó là khi cậu cứu được đệ tử thì cậu phải đưa ông ta rời khỏi đây, vì ông ta có mọi trí tuệ mà cậu cần, kể cả cách lên trúc cơ mà cậu khao khát. Thế là cậu chốt kèo, nhưng để bắt đầu đi cứu Nhược Vi, Cậu cần phải biết về thông tin của nơi này. Nơi này vốn dĩ cho chính trí tiên tạo ra và nó có phong ấn một tên đại ma đầu. Và tên địa tiên kia đang cố giải phong ấn cho tên đại ma đầu đó bằng máu của Nhược Vi. Trong trường hợp tệ nhất, liệu Thu Nhiên có thê ra tay với đệ tử của mình hay không? Nhược Vi lúc này đã tỉnh lại và cố vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy thì máu sẽ chảy càng nhanh. Nhược Vi tuy lâm vào thế khó nhưng vẫn tự tin Thu Nhiên sẽ đánh bại được tên địa tiên này. Thu Nhiên sau khi có được thông tin từ Chí Tiên thì đã nhờ ba cô gái canh giữ ông ta ở đây. Nếu ông ta lừa cậu thì lúc trở về cậu sẽ dẫm nát ông ta. Cậu sau đó nhảy vào trong cổng và Chí Tiên muốn ba cô gái ở đây quan sát. Thu Nhiên vừa vào trong thì đã chạm mặt một con quái vật. Tên địa tiên nấp ở trong con quái này và cho biết hắn đang để con quái này hấp thụ máu của Nhược Vi. Thu Nhiên đã tấn công con quái thì nó có thể hồi phục lại ngay. Địa tiên cho cậu biết con quái càng hồi phục thì máu của Nhược Vi sẽ càng bị rút đi. Biết bản thân phải đánh nhanh thắng nhanh. Thu Nhiên đã ngay lập tức lao lên tấn công và liên tục chém và gây ra sát thương nhiều nhất có thể lên con quái. Con quái vẫn tiếp tục hồi phục và đánh trả Thu Nhiên, nhưng cậu hoàn toàn miễn nhiễm với mọi sát thương để rồi sớm tìm được điểm yếu của con quái. Địa tiên biết điểm yếu đã lộ nên bắt đầu né tránh và bảo vệ điểm yếu bằng mọi giá. Nhưng Thu Nhiên đã một lần nữa tung ra chiêu tất sát và đâm thẳng một đòn và diệt được con quái, nhưng Nhược Vi vẫn chưa xuất hiện nên cậu nghĩ bản thân bị trí tiên lửa. Nhưng ngay trước mặt cậu là Nhược Vi vẫn đang bị trói. Địa tiên cho rằng hắn đã liên kết với Nhược Vi, nếu một sợi dây bị cắt thì Nhược Vi sẽ hồn phiêu phách tán. Nghe vậy thì Thu Nhiên càng tức giận hơn, Trí Tiên lúc này nhận ra tên địa tiên đang sắp khởi động lại động phủ này của ông ta. Ba cô gái tức giận vì rõ ràng Trí Tiên bảo chỉ cần đánh bại con quái vật là sẽ cứu được Nhược Vi. Nghi ngờ là bị lừa nên họ dọa là sẽ đập nát ông ta. Ông ta muốn họ dừng tay thì ông ta sẽ nói, vốn dĩ ông ta chỉ nghĩ là địa tiên sẽ dùng máu của Nhược Vi để hồi sinh đại ma đầu nhưng không ngờ là hắn đã sớm tính đến việc đại ma đầu cũng không đủ để đánh lại thu nhiên nên đã liên kết bản thân hắn với nhược vi hắn sẽ rút cạn máu cô để khởi động lại nơi này và kiểm soát nơi này hoàn toàn giờ nếu không làm gì thì máu nhược vi sẽ bị hút cạn nhưng cắt đi liên kết thì nhược vi cũng sẽ chết giờ trừ khi là tên địa tiên chủ động từ bỏ liên kết còn không thì chẳng có cách nào khác trong lúc đó hương tuyết nghe tin là động phủ bắt đầu có dấu hiệu lạ khi đá từ trên đó liên tục rơi xuống Hương Tuyết biết là nhóm thu nhiên sắp ra ngoài nên bảo mọi người đi xem tình hình. Các môn đồ từ những tông môn khác nhau lúc này đều đang ra sức tạo kết giới để bảo vệ người dân di tản. Ai nấy đều bỏ của chạy lấy người, còn thu nhiên lúc này vẫn đang bị địa tiên khiêu khích. Hắn cho rằng chỉ cần cậu giao ra cơ thể thì học trò cậu sẽ bình an. Thế là cậu chấp nhận giao cơ thể cho hắn và yêu cầu hắn thả nhược vi. Nhưng nhược vi không đồng ý vì nếu thu nhiên bị đoạt xác thì cậu sẽ diệt sạch chúng sinh trên thế giới. Nhưng cậu đã xin địa tiên cho cậu nói nốt vài lời với đệ tử cậu đã bảo nhược vi là hãy lấy vật mà cậu đưa cho cô trước lúc vào đây ra và sử dụng nó vào lúc cậu bị tên địa tiên nhập cậu sau đó gọi tên địa tiên đến chiếm lấy cậu hắn ngay lập tức đớp mồi và lao đến đang hí hửng vì sắp có cơ thể của thu nhiên thì bất ngờ cậu đưa tay bắt lấy hai hồn phách của hắn cậu quyết định cho hắn hồn phiêu phách tán nhưng hắn đã để một hồn phách lại ở chỗ nhược vi để đề phòng cậu trở mặt cậu cho rằng cái đó thì nhược vi tự xử lý được tên địa tiên không tin mà quyết định sẽ kéo cả đám chết chung hắn ngay lập tức phát nổ nhưng nhược vi đã lấy ra vật mà thu nhiên đưa cho và kích hoạt nó một vụ nổ lớn sau đó đã xảy ra và chẳng ai còn thấy được gì nữa thu nhiên vẫn an toàn sau vụ nổ và nhược vi thì cũng không bị thương nặng do vật tạo kết giới mà thu nhiên đã đưa cho cô từ trước nhưng cô vẫn nghĩ là cả hai đã chết nên thu nhiên phải nhắc cô nhớ là hắc vô thường chưa đến nên họ vẫn chưa chết Thu Nhiên cho biết bản thân đã đề phòng trước nên mới đưa cô vật có phép bảo vệ để tránh việc cô bị nhiều kẻ yêu ma quỷ quái nhắm đến. Vì đã thắng nên cậu sẽ đưa cô ra ngoài chữa trị do cô đã mất khá nhiều máu. Thu Nhiên sau đó đã đưa Nhược Vi về chỗ ba cô gái và nhờ họ chăm sóc cho Nhược Vi. Cậu sau đó chạy đến tìm Chí Tiên và thấy ông ta có vẻ sầu não. Ông ta cho biết cậu đã làm một điều khá là ngu ngốc khi cậu đã khiến tên địa tiên phát nổ và làm hỏng mất đầu não của động phủ này. Thiếu đầu não thì động phủ này sẽ rơi xuống và san bằng nguyên một vùng rộng lớn phía trước. Thu Nhiên cho rằng tại sao ông ta không nói điều này từ sớm cơ bản là do từ đầu ông ta không lường được việc địa tiên sẽ liều đến mức đấy, dẫu sao cũng sắp sập nên thu nhiên muốn ông ta chỉ họ lối ra rồi tính tiếp. Trong lúc đó ở ngoài kia, Phong phủ nhận thấy họ chẳng thể giữ kết giới được lâu nữa vì dung nham từ động phủ liên tục chảy xuống. Phong phủ định cảm tử để phá hủy động phủ nhưng thu nhiên đã trở về đây cùng mọi người. Thu nhiên đã bảo tất cả lui xuống và nhờ Vân Tử mang chí tiên lui về sau giúp cậu. Thu nhiên sau đó đã một mình ở lại và đứng tạm trên kiếm của Phong phủ cậu bắt đầu gồng mình để tạo ra một luồng khí hệ thủy và bắt đầu hấp thụ lửa của động phủ. Sau một vài phút đầy lo lắng của những người quan sát, Thu Nhiên đã hoàn toàn hấp thụ hết được cả động phủ và bắt đầu co mình lại. Ai nấy nghĩ cậu sắp bùng nổ theo đúng nghĩa đen. Thế nhưng thứ cậu bùng nổ ra là một tiếng ợ vang trời. Ai nấy đều hò reo vui mừng vì Thu Nhiên một lần nữa cứu nguy. Vài ngày sau, Nhược Vi đã tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời vẫn trong xanh thì cô đã hiểu rằng mọi thứ đã được giải quyết. Lê Tỷ sau đó đã chạy đến kể cho Nhược Vi nghe về cách họ thoát ra khỏi động phủ và cả cách Thu Nhiên đã cứu nguy ngầu lòi ra sao. Thu Nhiên lúc này thì chắc là đang đi hỏi Chí Tiên vài thứ, Chí Tiên lúc này đang bị làm phiền nên Thu Nhiên phải đến đuổi hai đứa kia đi để cậu hỏi Chí Tiên vài thứ. Cậu đã hỏi ông ta về việc bản thân có thể lên trúc cơ hay không. Cái đó thì có thể, nhưng lên bằng cách nào thì ông ta không biết. Ông ta hỏi cậu về tu vi hiện tại đang ở tầng bao nhiêu. Cậu trả lời là trên 66.000 thì ông ta khá sốc vì có vẻ cậu là một kẻ có cơ thể với khả năng luyện khí vô tận. Vốn dĩ để lên trúc cơ thì người ta phải tìm ra được giới hạn về lượng khí của bản thân. Nhưng thu nhiên lại gần như không có giới hạn nên cách để cậu lên trúc cơ có vẻ sẽ khó khăn hơn. Với cả ông ta cho rằng giờ cậu đã đủ mạnh rồi thì cần gì trúc cơ nữa, nhưng cậu muốn được cưỡi kiếm bay lượn. Nói chung là thích mấy cái hình thức màu mè này nọ. Thế là Trí Tiên có lấy một ví dụ về một nhân vật thiên cổ năm xưa, và nhân vậy này được khá nhiều yêu tộc biết đến. Thế là cậu sau đó đến tìm Hương Tuyết và ngỏ lời muốn giúp cô chuyện ở yêu giới, đổi lại cậu muốn được đào mộ của tổ tiên yêu tộc nhà cô và phim đến đây cũng là kết thúc. Hiện vẫn chưa có phần 2 nên ta chưa thể biết được diễn biến tiếp theo của phim ra sao, nhưng cũng phải tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở video sau.